solo luôn, xé luôn nhá. Cháu mà có chỗ thoáng thả lồng lực như chú thế thì ngon nhỉ. Cũng muốn lắm ấy chú thế ạ. Nó được nghỉ ngơi xong bây giờ là cảm giác nó khác anh Vinh ạ. Không được cả lực ấy. Buông xòe ngay. Không anh. Dạ. Không phải. Đúng rồi. Vâng. Dạ.